Xin chào các bạn, cũng một thời gian khá là lâu rồi như không có review cho các bạn về một cái xài sản phẩm đốt mỡ. Thì ngày hôm nay lý do rất là đơn giản thôi, là bởi vì có rất là nhiều bạn inbox như hỏi về việc là cái sản phẩm hãy review về cái sản phẩm Liposicura XD. Có thể lý do là bởi vì mùa hè đang tới rất là gần, cho nên các bạn có nhu cầu đốt mỡ rất là cao đúng không? Thì ngày hôm nay để đáp ứng cái nhu cầu của mọi người thì Như sẽ review về sản phẩm Liposicura XD nha. Thì ở đây Như có chuẩn bị sẵn cái sản phẩm này rồi. Nhưng mà các bạn có thể thấy là Như trên tay của Như thì nó có tới hai cái sản phẩm Liposicura XD lận với cái màu sắc và bao bì khá là khác nhau. Thật ra hai sản phẩm này chỉ là một sản phẩm thôi mọi người, nhưng mà bởi vì đây là phiên bản cũ, cái bản màu đen này là phiên bản cũ của Liposicura XD, còn đây là bản phiên bản mới. Nếu mà các bạn so sánh về cái thành phần dinh dưỡng thì hầu như không hề có cái sự khác biệt trong thành phần dinh dưỡng. Có nghĩa là đơn giản là Nutrex nó chỉ ra một cái phiên bản mới về cái hình thức bên ngoài thôi, còn cái hàm lượng dinh dưỡng bên trong là không hề thay đổi. Vì vậy nếu mà bạn nào đang sử dụng mẫu cũ này thì vẫn hoàn toàn yên tâm là đây vẫn là đúng sản phẩm Liposicura XD nha. Ok, bây giờ thì Như sẽ đi sâu hơn vào việc phân tích cái thành phần dinh dưỡng của sản phẩm này, nó có những cái gì mà thực sự đang làm cho mọi người rất là yêu thích hiện nay. Đầu tiên khi mình nhìn vào bản thành phần dinh dưỡng thì các bạn sẽ thấy là sản phẩm Liposicura XD này nó có 7 nhóm thành phần đốt mỡ tự nhiên và được chiết xuất từ thảo mộc, cho nên khá là an toàn cho sức khỏe. Tuy nhiên cũng sẽ có một số bạn hỏi Như là nếu mà như vậy thì cái dòng Liposic Black, đây là dòng Liposic mà Như nghĩ ai cũng rất là thân thuộc luôn, bởi vì nó là cái sản phẩm làm nên tên tuổi của Nutrex tại Việt Nam và trên thế giới, thì cái sự khác biệt giữa Liposic Black này với lại cái thằng Liposicura XD này, có nghĩa là đây là một cái phiên bản cải tiến hơn, và cái điểm khác biệt nhất của nó chính là cái thành phần T-Cream. Thì Như muốn chia sẻ với các bạn một chút về thành phần này bởi vì nó thật sự khá là hay. Cái thành phần T-Cream này thì nó có 3 cái ưu điểm vượt trội hơn so với việc chỉ có caffeine ở trong thành phần hỗ trợ đốt mỡ của Liposic Black. Cái ưu điểm thứ nhất chính là cái khả năng đốt mỡ nó vẫn tương đương với caffeine nhưng nó không bị lờ như là caffeine. Có nghĩa là các bạn hình dung khi các bạn sử dụng caffeine nhiều thì trong một giai đoạn ví dụ 30 ngày đi thì nó sẽ có cái hiện tượng là nhờn caffeine. Có nghĩa là các bạn sử dụng nếu mà cùng liều lượng như vậy thì sẽ không còn cảm thấy cái hiệu quả của nó mang tới cho mình nữa. Tuy nhiên với T-Cream thì khác, có nghĩa là từ cái lần đầu tiên mà sử dụng cho tới lần cuối cùng mà sử dụng, dù là khoảng cách bao nhiêu thời gian thì nó vẫn không bị ảnh hưởng và bạn không cần phải nâng cái liều dùng của T-Cream lên giống như là caffeine để thấy được hiệu quả. Thì đây là một điểm cộng rất là lớn cho cái thành phần này. Và cái ưu điểm thứ hai đó là việc cái thành phần này nó không có bị tác dụng phụ giống như là caffeine gây ra. Ví dụ như những tác dụng phụ như là buồn nôn nè, mình cảm thấy tim đập nhanh nè, cảm thấy mệt mỏi hoặc là bị mất ngủ thì T-Cream hoàn toàn sẽ không có bị vấn đề này. Tuy nhiên cái công dụng để mang tới sự tỉnh táo và tập trung khi mà các bạn sử dụng thì nó vẫn tương đương với caffeine. Điểm thứ ba mà Như nghĩ khá là quan trọng nữa, thì thật ra cơ bản trong sản phẩm này nó vẫn có 150mg là caffeine. Tuy nhiên khi mà có sự kết hợp chung với T-Cream á thì thành phần T-Cream này nó có một công dụng là giảm bớt cái sự nhờn caffeine đi. Có nghĩa là với những bạn mà trước giờ đã dùng rất là nhiều cái sản phẩm đốt mỡ trước đây rồi và các bạn cảm thấy là bây giờ nó không còn hiệu quả của mình nữa thì cái sản phẩm này Như tin là sẽ rất phù hợp cho các bạn. Bởi vì khi mà có thành phần T-Cream thì nó sẽ làm giảm cái khả năng bị nhờn caffeine và giúp cho cả hai thành phần này phát huy tốt công dụng của nó. Thì Như nghĩ đây chính là cái ưu điểm thật sự rất lớn tạo ra cái sự khác biệt cho sản phẩm Liposicura XD so với sản phẩm Liposic Black cũ. Và khi mà các bạn sẽ hình dung là cái thành phần T-Cream này thì giá thành của nó khá là cao, nên khi đưa vào trong sản phẩm này á thì dù hai cái hũ này đều là có số lượng viên là 60 viên nhưng mà cái sản phẩm Liposicura XD này thì giá thành cao hơn khá là nhiều, là 900.000 cho một hũ 60 viên. Tuy nhiên như nói thì bởi vì nó có thêm cái thành phần T-Cream cho nên cái giá thành thì nó sẽ đi đôi với chất lượng của sản phẩm thôi, cho nên sẽ tùy theo cái điều kiện kinh tế của mỗi người để các bạn có thể lựa chọn cho mình một cái sản phẩm phù hợp nha. Còn về cách sử dụng thì nó cũng khá là tương tự với lại Liposic Black, đó là một ngày các bạn sẽ sử dụng 2 viên, một hũ 60 viên như thế này thì sử dụng được 30 ngày. Bạn sẽ dùng một viên trước bữa ăn sáng 30 phút và một viên trước bữa ăn trưa 30 phút để mang lại hiệu quả tốt nhất. Và như khuyên là các bạn không nên sử dụng trước khi tập, bởi vì cái thành phần caffeine có trong sản phẩm này uống trước khi tập nó dễ làm cho mình tăng nhịp tim á, thì nó thật sự sẽ không tốt. Thời điểm tốt nhất vẫn là nên đúng theo nhân sử dụng là trước bữa ăn 30 phút là tốt nhất.
Thì đó là những cái chia sẻ nhỏ nhỏ của Như về cái sản phẩm này. Tuy nhiên Như cũng có khuyên các bạn một điều nữa là nếu mà bạn thật sự bị dị ứng caffeine thì cũng không nên sử dụng hai cái dòng sản phẩm này, mà nên chọn cái dòng sản phẩm là Liquid Steam Free. Thì Liquid Steam Free này lần trước Như đã có một bài review rồi, các bạn có thể tìm lại video review của Như về sản phẩm này để mình tìm hiểu thêm nha. Và cái Liquid Steam Free này thì nó chỉ có L-carnitine thôi, cho nên khá là an toàn cho những bạn mà bị dị ứng caffeine. Thì Như mong những cái chia sẻ nãy giờ của Như sẽ giúp cho các bạn phần nào hiểu thêm về các dòng sản phẩm đút mỡ. Và đừng quên like và subscribe video này của Như để Như có thêm những cái động lực để tạo những cái video thật sự hay cho các bạn trong thời gian tới nhé. Cảm ơn và tạm biệt các bạn.